Biden và Trump công kích nhau tại biên giới Texas. Tổng thống Biden là người tiền nhiệm Trump đổ lỗi cho nhau, gây ra cuộc khủng hoảng nhập cư khi đến thăm biên giới ở Texas trong một ngày. Tổng thống Joe Biden, cựu Tổng thống Donald Trump, ngày 29 tháng 2 tới thăm bang Texas và có bài phát biểu gần như đồng thời tại hai thành phố biên giới cách nhau khoảng 480 km trong bối cảnh nhập cư trở thành vấn đề nóng trước thêm bầu cử. Ông Trump gọi dòng người nhập cư cao kỷ lục vào Mỹ trong 3 năm qua là cuộc xâm lăng Biden, trong khi ông chủ Nhà Trắng kêu gọi người tiền nhiệm dừng chiêu trò chính trị với những đề xuất cải cách nhập cư. Joe Biden chịu trách nhiệm cho làn sóng này. Ông Trump phát biểu tại thành phố biên giới Eagle Pass, cạnh thống đốc Greg Capus, thành viên Đảng Cộng Hòa. Đến Eagle Pass là động thái mang tính biểu tượng của ông Trump, thống đốc Abbott đã điều động vệ binh quốc gia bang Texas kiểm soát khu vực dọc sông Rio Grande, ranh giới tự nhiên giữa Mỹ và Mexico, khiến quan hệ giữa chính quyền bang và liên bang căng thẳng. Vệ binh quốc gia Texas đã giải hàng rào thép gai để ngăn người di cư vượt biên trái phép, trong khi lực lượng biên phòng thuộc kiểm soát của chính quyền liên bang được phép cắt rào. Trong khi đó, ông Biden tới thăm lực lượng biên phòng Mỹ tại thành phố Brownsville. Đây là chuyến thăm thứ hai của ông Biden đến khu vực biên giới kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1 năm 2021. Ông Biden cáo buộc ông Trump đang phá hoại nỗ lực lưỡng đảng nhằm thông qua một dự luận nhập cư với điều khoản cung cấp thêm nhân lực và tài chính cho lực lượng biên phòng. Đây là điều tôi muốn nói với ông Trump. Thay vì chơi đùa chính trị với vấn đề, kêu gọi nghị sĩ quốc hội ngăn chặn dự luật nhập cư, hãy tham gia cùng tôi. Ông chủ Nhà Trắng phát biểu. Tháp tùng ông Biden là Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ. Alejandro Mayorkas, loạt nghị sĩ Cộng hòa đã bỏ phiếu luận tội ông Mayorkas vì cách ứng phó tình hình biên giới nhưng nỗ lực này khả năng cao bị Thượng viện do phe Dân chủ kiểm soát bác bỏ. Prosview ghi nhận người nhập cư qua biên giới trong tháng 1 giảm gần 25%, phần nào nhờ sự hợp tác giữa chính quyền Mỹ với Mexico. Biên giới miền Nam Mỹ năm 2013 ghi nhận hơn 2,4 triệu người nhập cư, chủ yếu là từ các quốc gia Trung Mỹ. Số lượng người nhập cư trái phép bị bắt ở biên giới Mỹ Mexico lên tới gần 250.000 người hồi tháng 12 năm 2023, mức cao chưa từng thấy. Con số này giảm một nửa trong tháng 1 khi giới chức Mỹ tăng cường lực lượng an ninh. Ông Trump chọn lập trường cứng rắn với người nhập cư và tuyên bố nếu trở lại Nhà Trắng, ông sẽ tái lập áp đặt chiến lược ngăn chặn, trục xuất để xử lý làn sóng di dân và cư trú bất hợp pháp ở Mỹ. Khi đương nhiệm 2017 và 2021, ông Trump đã cho xây và hoàn thành một đoạn nhỏ tường biên giới với Mexico. Kết quả các cuộc thăm dò cho thấy nhập cư là điểm yếu trong nỗ lực tái tranh cử của ông Biden theo khảo sát gần đây của đài NBC, ông Trump dẫn trước đối thủ 30 điểm phần trăm trong vấn đề này.